Mình là Huy, Bùi Minh Huy, mình là kiến trúc sư, đã về Việt Nam từ 26. Hiện nay mình đang 26 tuổi và đang là quản lý thiết kế của Hyundai Design. Mình nghĩ là nó sẽ thuộc về yếu tố giao tiếp nhiều hơn, bởi vì có một số người đặc thù công việc của họ giống như là khách hàng, là dân IT, thì cách nói chuyện của họ sẽ rất là khô khan và có tính hệ thống hơn, thì mình phải lựa lời mà nói để cho mọi thứ nó ăn khớp với nhau. Nếu không thì nó sẽ có vấn đề về cái việc mà thông tin nó không có khớp với nhau, trước sau không khớp, thì khách hàng sẽ bắt đầu để những cái đó là phải bắt lỗi. Cái thứ hai nữa là cái khí của khách hàng. Ví dụ khách hàng giống như Huy là những khách hàng mà khí rất là thẳng, thoải mái, thì lúc đó mình sẽ phải cởi mở, sở lỡ với họ nhiều hơn. Và thậm chí là những khách hàng ban đầu thì anh em, nhưng mà lúc sau Huy mày làm cái này cho tao đi, thì mày tao như thế rồi xong rồi Huy đi nhậu với anh bữa chẳng hạn vậy. Còn một số người thì cái khí của họ lại rất là trầm, chững chạc, thì mình cũng phải trầm lại và nói chuyện với họ chững chạc, đường hoàng, tử tế hơn. Và những người người ta là khách hàng kiểu khó thì mình cũng phải khó, thật là khó vào để mà nắm thuộc hết tất cả mọi chi tiết thiết kế của mình, để mà người ta hỏi đầu phải biết đó. Hoặc là những cái người mà người ta nhút nhát, người ta nói chuyện nhỏ nhẹ thì mình cũng phải nhỏ nhẹ. Người ta rót mật vào tai mình thì mình cũng phải rót mật vào tai lại cho người ta, thì người ta kêu là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Thì nói là về vấn đề giao tiếp, ngành nào thì nó cũng có những cái mặt tiêu cực đúng chưa nào, thì nó sẽ có những cái phần mặt tiêu cực về yếu tố con người. Thì cái quan trọng là bản lĩnh của các bạn sẽ đến đâu. Thường là bạn bè giới thiệu, giống như các bạn kiến trúc sư đi, các bạn muốn có thêm thu nhập nhưng mà đồng lương công ty không đủ, thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn sẽ tự ra ngoài làm thêm. Hai là các bạn sẽ làm thật tốt công việc của công ty, thể hiện được tốt với khách hàng của công ty. Và khi mà các bạn thể hiện tốt thì khách hàng người ta có thể giới thiệu thêm khách mới tới các bạn, thì các bạn thứ nhất là sẽ nhẹ việc hơn, thứ hai là các bạn sẽ dễ thể hiện được với lại các cấp trên để mà có thể được thăng tiến. Thường cách của Huy hay dùng là Huy sẽ làm cả ba, bởi vì cá nhân Huy thì Huy có quan niệm là sau khi ra khỏi công ty bạn có cái gì, không phải là về mặt tiêu cực, nhưng mà ý là ra khỏi công ty ít nhất là mình cũng đã cống hiến được cái gì để công ty có được một vài người khách hàng tốt, chân thành, có một vài người đồng nghiệp tốt sẵn sàng hỗ trợ mình, giả sử mình quá tải. Giống như kiểu ăn ở tốt á, thì trời nó thương thì khách người ta cứ thấy mình thể hiện cho về mặt công ty tốt, bạn bè người ta tới, bắt đầu là những cái thứ nhỏ nhất, là thiết bạn chị cần người thiết kế là cái toilet em giúp chị với, thì thường những cái này nhỏ nhỏ mình không có lấy tiền, xong rồi cứ thế từ từ nó lớn dần lên. Hoặc là có thể là những cái khách hàng người ta biết trước tay người ta đã tiếp xúc với mình một lần, có thể là qua bạn bè, qua thầy cô, qua đồng nghiệp, qua công ty. Khi mà gặp những cái vấn đề như vậy, người ta không tiện để mà tìm đến những công ty, bởi vì công ty là những cái hợp đồng rất là lớn mới đến công ty để có được một chuyên nghiệp. Còn này như là những thứ nhỏ nhỏ thì người ta không cần, người ta sẽ tìm đến Huy để nhờ giúp đỡ, như tư vấn thêm. Hoặc là có thể người ta đang làm ở những đơn vị khác nhưng mà muốn có thêm cái sự chuyên môn của Huy trong đó, thì người ta lại tiếp tục nhờ Huy là ê Huy xem giùm anh cái này bên đó nó làm được không, rồi bên kia tư vấn cho anh như thế này được không, bên kia nó làm này anh thấy sao á, Huy coi giùm anh thử. Quan trọng là khi mà bạn có cơ hội tiếp xúc với lại khách hàng, bạn để lại được cái gì cho người ta, khi tiếp xúc với họ thì bạn lấy được cái gì. Lấy ở đây không phải lấy được tiền hay là ấn tượng với lại khách hàng, bạn lấy được cái sự tin tưởng của khách hàng, cái sự chân thành. Giống như kiểu chị không có tiền nhưng mà chị mua cho em bộ đồ này về em tặng cho bạn gái, ba mẹ chẳng hạn. Người ta có được cái sự chân thành đó thì sau khi kết thúc dự án bạn có cái gì, sau khi ra khỏi công ty bạn có cái gì. Những cái khách hàng đó người ta sẽ tích lũy dần dần, không phải ngày một ngày hai mà sau. Lợi thế freelancer thì thứ nhất là đỡ hợp đồng rườm rà. Cái thứ hai nữa là freelancer nếu mà họ khéo về yếu tố con người á, thì những freelancer giống như Huy là khi mà gặp những cái khách rất là dễ thương. Ví dụ thực tế đi, một hợp đồng có 12 triệu thôi mà kéo dài đến 12 tháng, tính ra là Huy lỗ. Nhưng mà cuối cùng bởi vì vị khách đó dễ thương quá thì Huy vẫn ráng Huy làm cho đến khi mà xong cái dự án đó. Huy còn là kêu đến cái chương trình người ấy là ai đến để mà quay PR cho cái quán cà phê đó nữa cơ. Mà những cái này á, thì công ty nào cũng sẽ có những cái yếu tố con người như vậy. Freelancer có hai kiểu nha, một là rất cứng ở trong công ty rồi mới ra làm freelancer, còn hai là bởi vì công ty trả lương không đủ mới ra ngoài làm, mà làm nhanh để lấy tiền về nhưng mà thực tế là không có cứng để mà làm. Thì nó sẽ chia ra hai cái.
Còn Huy thì đang ở bên là chỗ cứng nghề, Huy tự tin là Huy cứng nghề, Huy ra Huy làm. Thì thực tế thì freelancer người ta yêu cầu sự rõ ràng, như là hợp đồng thiết kế ra hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công ra hợp đồng thi công, họ sẵn sàng họ hỗ trợ. Và bởi vì bên tôi là chỉ đi làm thiết kế thôi mà, hợp đồng bên tôi chỉ thiết kế thôi, tôi đâu có phải cạnh tranh đấu đá với nhau đâu. Cho nên là cái phần mà đâm chọt người khác thì freelancer sẽ không có. Còn nếu mà làm công ty thì thường sẽ có chuyện là công ty này đang làm, công ty khác là muốn chấm bút chút xíu, vô bên kia đâm chọt một hai nhát để mà lấy được cái hợp đồng về, thì nó lại không hay. Cái đó là cái thực tế làm. Cái thứ hai nữa là freelancer thì được giá là làm, còn không có phải nhức đầu về cái chuyện mà đấu giá là phải kích cho hai công ty này hăng máu lên xong rồi đấu đá nhau để có được cái phần tốt nhất, thì cái đó là freelancer sẽ không có. Và cái khách hàng sẽ không phải nhức đầu về cái chuyện là thằng này mắc hơn chút, thằng kia rẻ hơn chút, thôi lấy thằng này. Thì khách hàng sẽ không nhức đầu với đó. Bởi vì thực tế là giá buổi cung ứng giống như bồn cầu hay là bồn vệ sinh này kia, nó đều có một cái mức giá chung hết cho nguyên một khu vực Việt Nam rồi. Thì chẳng qua là ông này hy sinh 10% lợi nhuận chút xíu để có giá thấp hơn lấy được tiền, còn ông kia thì lại muốn giữ nguyên cái giá niêm yết của công ty. Thành ra hai ông đấu đá nhau. Còn freelancer là chuyện tôi làm là chuyện tôi làm, chuyện anh làm là chuyện anh làm. Và freelancer làm thì thường sẽ là làm hết lòng. Còn những công ty là anh chị phải đưa tiền và tụi tôi mới làm, và anh chị bắt buộc phải giải ngân, còn nếu không tôi sẽ hoãn toàn bộ dự án lại. Còn freelancer thì giống như kiểu về yếu tố con người, nếu mà những khách hàng dễ thương thì freelancer là có đầy đủ thẩm quyền để mà tự ra quyết định là hỗ trợ khách hàng tiếp hay không, chứ không bị vướng vào trong những cái phần mà tài chính hay là pháp lý của công ty, thì nó sẽ linh hoạt hơn. Rồi cái thứ ba nữa là đối với lại những cái freelancer ở level quản lý trở lên á, những cái freelancer đó thì thường là họ đã, bởi vì họ biết cái cách làm việc, họ đã rất cứng rồi, họ mới ra làm riêng thì họ sẽ biết cách làm việc sao cho hiệu quả. Và cái tiêu chuẩn của họ thậm chí đôi khi còn cao hơn cả công ty. Ví dụ như là bản vẽ, tiêu chuẩn mình là ISO đi ha, tiêu chuẩn ISO, nhưng mà có một số người thì cái tiêu chuẩn bản vẽ của họ freelancer lại không đạt được tiêu chuẩn đó, còn số người đạt tiêu chuẩn lại cao hơn, nhưng mà lấy giá hay là rẻ hơn rất là nhiều. Như vậy thì Huy sẽ ký thêm một cái hợp đồng gọi là quản lý dự án, nghĩa là Huy sẽ tự tổ chức đấu thầu. Chị A thuê Huy là bên B để mà thiết kế, xong rồi chị A lại tiếp tục thuê tổ chức cái dự án giúp chị. Thì Huy sẽ lên kế hoạch là tổ chức đấu thầu dự án, Huy sẽ mở thầu ra, xong rồi những ai muốn tham gia thì nộp hồ sơ cho Huy. Huy sẽ tư vấn khách là bên này nó có thế mạnh là cái gì, bên kia thế mạnh là gì, thì Huy sẽ để khách hàng cân nhắc. Xong rồi Huy sẽ dẫn tất cả các nhà thầu, đại diện tất cả nhà thầu đến nói chuyện với khách để khách xem là khách có thiện cảm với ai trước. Sau đó là Huy sẽ hỏi về cái chuỗi vật liệu cung ứng cho dự án này, cái dựa trên cái bản chỉ định vật liệu Huy đã tư vấn cho khách hàng. Thì những người đó sẽ cầm cái bản chỉ định vật liệu về, bóc tách khối lượng ra, cái này làm tường A sơn màu xanh bao nhiêu tiền, làm tường B ốp đá bao nhiêu tiền, xong rồi tổ chức thi công, kế hoạch là kéo dài bao nhiêu ngày, bên kia kéo dài bao nhiêu ngày. Rồi hợp đồng bên này tổng giá trị hợp đồng thi công bao nhiêu, tổng giá trị hợp đồng bên này thi công bao nhiêu. Và xong rồi á, chọn được một bên rồi, tiếp tục tổ chức một đội giám sát riêng, nghĩa là phải bắt buộc là tất cả mọi họ đều phải làm việc công tâm hết, chứ không có kiểu chấm mút. Thì khi mà làm việc công tâm hết trơn rồi, kêu một bên khác vô giám sát cái đội thi công. Và đội thi công nó sẽ có đến 3 giám sát là tối thiểu. Một là Huy quản lý dự án, hai là người nhà của khách hàng, còn ba là một đơn vị giám sát chuyên biệt nữa. Thì đội thi công đó sẽ bắt rất là sát toàn bộ chi tiết thiết kế của Huy với lại của bên thi công luôn. Thì lúc đó dự án sẽ vận hành rất là mượt, và gần như là không có ai dám trễ tiến độ dự án hết, mà toàn là cố gắng làm xong trước tiến độ dự án và làm vượt chất lượng dự án để được thưởng. Thì cái phần đó nó sẽ đi chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Những cái freelancer mà đi từ level manager đi lên á, là giống như Huy á, thì nó mới đủ sức để làm như vậy. Còn những cái bạn khác thì thường là các bạn staff chứ không phải là manager. Các bạn staff, các bạn muốn làm thêm, các bạn chỉ làm được, chỉ đủ khả năng để làm cái phần của mình, chuyên môn của mình thôi. Còn cái phần mà quản lý thì các bạn không làm được. Thực tế thì chỉ có một câu hay tâm đắc thôi, làm gì làm mà làm tới đầu tới đủ. Và nếu mà đã làm thiết kế thì phải rõ ràng, thiết kế đẹp là thiết kế rõ ràng, nghĩa là mình không thể nào đã theo dự án rồi mà mình lại bỏ ngang.
hoặc là mình thấy những cái dự án mà nó có vẻ nó không ổn, thà từ chối ngay từ đầu. Và một khi đã theo thì phải tự lượng sức mình, tự cân đối để mới nhận dự án đó, chứ không thể nào mà đang làm dự án xong rồi cái bỏ, không nên. Giả sử các bạn đi theo một cái chương trình học gì đó để bổ sung cho cái ngành của mình đi, thì các bạn phải theo tới cùng, bởi vì ngành kiến trúc là cái ngành nó bao rất là rộng. Thì nếu mà các bạn hiểu được thêm những cái khác, ví dụ các bạn học thêm về marketing để hỗ trợ cho ngành của mình, nhưng mà các bạn lại học giữa chừng rồi các bạn làm, thì các bạn đang cúng tiền cho Google và Facebook. Còn nếu các bạn học vẽ 3D, học vẽ kỹ thuật đi, thì các bạn mới theo đến cùng. Còn nếu không, các bạn đang nuôi trung tâm, trung tâm rất thích các bạn. Còn nếu làm dự án thì đã làm rồi thì ráng theo cho chót, bởi vì cái người mà ôm cuối cùng mới là cái người sở hữu dự án. Các bạn không thể nào mà kêu là lỗ rồi không làm nữa, thì cái dự án đó sẽ thuộc về tay người khác miễn phí, thậm chí còn được tiếng thơm. Trong khi các bạn đã làm rất là mệt ở khúc đầu rồi, các bạn không theo đến cùng thì các bạn lỗ. Một cái nữa là thiết kế đẹp, là thiết kế rõ ràng. Nhưng mà về nhà đẹp thì nhà thế nào là đẹp? Như có nhiều người ta kêu là nhà cao cửa rộng là đẹp, nhưng mà nhà cao cửa rộng mà nó nóng sôi nó cũng không có đẹp gì hết trơn đó. Thì mình phải rõ ràng ra là thứ nhất là thiết kế, thì cái nhà của anh rõ ràng từng khu vực bếp, phòng khách, và cái màu sắc, cái cách người ta phối nó theo một cái ý đồ rõ ràng ngay từ đầu luôn, thì lúc đó là các bạn làm thì mới tới nơi tới chốn được. Còn nếu không nó sẽ bị pha tạp mỗi ngày một chút, thì nó sẽ bị loạn. Và cái triết lý của các bạn á, nếu mà phù hợp với khách hàng thì các bạn nên nhận, còn nếu mà cái triết lý của các bạn mà không phù hợp với khách hàng thì ngay từ đầu mình từ chối. Bởi vì thiết kế xanh, nhưng mà thế nào là xanh? Xanh không có nghĩa là cứ trồng cây trong nhà là xanh, mà thiết kế xanh là tối ưu cái nguồn điện tiêu thụ trong nhà, thì nó ở một level khác hoàn toàn nữa đó. Mà thiết kế xanh trong nhà trẻ, những dự án về giáo dục đó, là phải sử dụng cái tiêu chuẩn rất cao để bảo vệ sức khỏe cho em, thì nó là một tiêu chuẩn khác. Cho nên là thiết kế đẹp là thiết kế phải rõ ràng trước, thế nào là đẹp quy định ra, và nếu thiết kế xanh thế nào là xanh, mình sẽ quy định ra là mình sẽ chạy theo đúng cái đó. Người ta gọi là cái North Star Metric, như là các bạn sẽ có kim chỉ nam là gì, ví dụ như là tiết kiệm kinh phí, tối ưu việc kinh doanh, hay là tối ưu việc marketing, hoặc là tối ưu dòng tiền, hoặc là để đẹp, để ở cho thoải mái, thì ok, mình sẽ phải xác định rất là rõ ràng trước cái North Star Metric là gì, mình mới tuân theo cái đó là cái sự đẹp của mình. Thì cá nhân Huy là full task manager, có nghĩa là Huy có thể làm tất cả các khâu ở trong một dự án đó. Và thế mạnh của Huy thì là về thiết kế kiến trúc và nội thất thì đó là đương nhiên. Còn những cái thế mạnh khác của Huy giống như là về tư vấn thêm sâu hơn về cái phần marketing, vận hành hoặc là tài chính dự án, pháp lý, tổ chức đấu thầu và quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời cũng sẽ có là thêm phần là hậu kỳ, sẽ bao gồm là quản lý bất động sản, BR và môi giới. Thì cái đó là Huy có thể tư vấn thêm, nhưng mà Huy sẽ không làm. Giá cả của Huy thì khoảng là tầm 300.000 đến 500.000 một mét vuông. Đó là phần chi phí thiết kế. Còn những cái phần mà quản lý dự án hoặc những cái công việc khác ngoài phần chuyên môn thiết kế, thì Huy sẽ cân đối lại để cho phù hợp với lại cái tình hình của khách hàng, mà thường là sẽ không có nhiều, và khách hàng thì nó sẽ rất là ok trong cái chuyện đó, mà phải vào tình hình cụ thể mới nói được. Phần mềm thì đại đa số Việt Nam bây giờ đang dùng là hệ thống AutoCAD, 3D Max, Photoshop, hoặc là có thể xịn hơn là dùng Revit. Nhưng mà những cái đó tóm lại cũng chỉ là công cụ, còn cái chính là tư duy. Tư duy làm thế nào thì các bạn phải học từ rất nhiều. Đa số là học từ YouTube với Google, tại vì những cái đó nó free. Mình đang đóng vai là sinh viên nghèo khổ, ham học, cho nên là những cái nào mà được học miễn phí là học hết. YouTube về chuyên ngành thì có thể là tham khảo Thái Công, khá là hay. Mặc dù thì anh Thái Công đó thì có một cái gu nó sang trọng, nhưng mà những cái trải nghiệm của ảnh, hoặc là gần đây nhất Huy coi được, anh lấy những cảm hứng từ những cái bộ phim rất là nổi tiếng. Thì cũng chính nhờ như vậy mà Huy coi phim, Huy lại để ý cái phần mà kiến trúc nội thất nó lại nhiều hơn. Giống như phim Gái Già Lắm Chiêu á, kiến trúc nhà Huế là như thế này. Hoặc là coi Iron Man, cái chiêu của ông ở đây là ông dùng là đồ công nghệ nhiều, chẳng hạn như vậy. Xong rồi sẽ có những cái giống như là cổ điển, nhưng mà cổ điển như thế nào là đẹp, thế nào là cân đối,
thì cái chi tiết của những cái đồ đó thì thông qua anh cái tác ông mình cũng học được khá khá. Còn cái thứ hai nữa là về Leo Decor, thì cái nội dung của bên Leo Decor đó thì nó lại thiên về cái mặt là hoàn thiện, cái quy trình hoàn thiện nó nhiều hơn. Lên đó là mình hiểu thêm về chuyên môn của mình là những cái bước nào sẽ cần làm như thế nào. Ngoài ra thì cũng có những cái khác về kỹ thuật giống như là dự toán y tác, thì nó sẽ hướng dẫn các bạn là sơ bộ là cái dầm chịu lực nó như thế nào. Bạn sẽ học thêm về kiến trúc và kết cấu. Nếu có một lời khuyên thì mình sẽ khuyên các bạn là chân thành. Nếu mà các bạn ra ngoài mới ra trường thì nên bắt đầu tích lũy, sẵn sàng chịu đấm để mà biết mùi đời trước đã. Sẵn sàng ăn đòn để biết mùi đời trước. Cái thứ hai nữa là nếu mà các bạn thất bại thì các bạn nên biết mình thất bại ở đâu và cái điểm mù của mình là gì. Thì khi đó các bạn mới biết được là nên học cái gì để mà khóa cái điểm mù đó lại. Cái thứ ba là khách hàng luôn giỏi hơn bạn. Bởi vì người ta giỏi hơn bạn, người ta mới có tiền để mà thuê bạn làm thiết kế. Mà khi các bạn mà làm việc với những người như vậy thì đừng bao giờ có cái tư tưởng là lừa gạt người ta. Người ta sẽ biết hết, chẳng qua người ta có tích tụ lại, người ta quấn một lần hay không thôi. Một khi tích lũy thì phải theo đến cùng. Đừng có vì một cái vài cái khó khăn hiện tại xong rồi đứt gánh giữa đường thì nó tiếc. Nếu mà kiểu các bạn đi học kiến trúc nhưng mà các bạn lại không theo được cái ngành kiến trúc đó thì nó sẽ tiếc. Thay vì đó thì các bạn đã chọn ngành kiến trúc rồi, các bạn nên đi vòng vòng trong ngành kiến trúc đó thôi. Có thể là đi bán đồ nội thất, có thể tư vấn, có thể vẽ 3D, có thể là làm bất động sản nhưng mà có thiên hướng về nội thất nhiều hơn thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Hoặc là đi làm marketing nhưng mà vẫn ở trong ngành nội thất, hoặc là đi làm ngân hàng nhưng mà dính đến nhà cửa là được. Các bạn nên đi vòng vòng đó thì cái vốn của các bạn sẽ tích lũy được nhiều hơn. Chứ đừng có bỏ rồi chuyển hẳn sang một cái ngành khác rồi không đói hoài gì đến cái ngành của mình, chỉ bằng sau một vài cái thất bại thì mà bỏ luôn thì tiếc. Bởi vì không có ai mà đâm được bạn hai lần nếu mà bạn thực tế bạn đã học được cái đó. Người ta đâm được bạn đúng một lần duy nhất thôi. Cái quan trọng là mentor trước khi ra trường là có một cô gọi là cô Sóc Toanh. Thì cô có ngoắc Huy lại và nói là người sếp đầu tiên mà con chọn sẽ là người ảnh hưởng đến toàn bộ là việc mà thành công hay thất bại của cái nghề của con. Và khi mà Huy tìm người sếp đầu tiên ở bên Mi á, thì may mắn là người phỏng vấn của Huy là Steven, người Bỉ. Và người đó đã đỡ đầu, đã dạy dỗ cho Huy rất nhiều để Huy có được một cái nền tảng để Huy phát triển thêm. Thì đối với các bạn mà mới ra trường thì Huy nghĩ là đó sẽ là một cái lời khuyên rất là tốt. Bởi vì người sếp đầu tiên của các bạn sau khi ra trường á, không phải là một mentor để giúp bạn xây cái nền tảng, các bạn sẽ bị gục rất nhanh, thậm chí là bỏ nghề chỉ trong vòng 6 tháng đầu tiên. Còn khi mà các bạn tìm được một người mentor đó rồi, chỉ cần một năm thôi, các bạn sẽ khác hoàn toàn. Nếu như không tìm được một người mentor thì các bạn phải tìm được ở đâu đó cho phép các bạn kinh qua tất cả các cái quy trình của dự án, là quy trình kinh doanh, quy trình thiết kế, quy trình báo giá, quy trình thi công, quy trình quản lý dự án, để mà các bạn hiểu hết được. Xong rồi thì các bạn mới có được cái nền tảng như mình. Chứ ngành của mình nếu mà năm 30 rồi không đi lên là đi ra, vậy thôi. Ấn tượng của Huy về hôm nay freelance thì thứ nhất là cái mô hình này nó có một cái sự khác so với những cái mô hình freelance truyền thống. Nếu mà là bên freelance hoặc là freelancer, họ chỉ muốn là mình tự apply cái CV và toàn bộ cái thông tin của mình lên trên cái nền tảng của họ. Rồi sau đó là mình sẽ phải tốn tiền để mà đấu thầu những cái dự án đó. Và khi đấu thầu rồi là mình tự làm tất cả mọi thứ, tự marketing. Nhưng mà thực tế là đứng trên cương vị của người khách hàng thì một ông tôi chẳng biết gì hết lại đi xin đấu thầu. Và giá thì tương đối cao, mà có người khác cũng y chang vậy nhưng giá rẻ hơn. Thì bên đó là chưa có giúp mang được cái giá trị của người freelance đến cho khách hàng của mình, những cái người có nhu cầu. Thay vì là giúp cho cái freelancer nó phát triển hơn thì họ lại đang vô tình khiến cho cái giá trị của freelancer đi xuống. Và mọi người sẽ có một cái lúc đau xuống với là những freelancer là chắc là tụi này đang gặp thiếu tiền, hoặc là không đủ cứng, hoặc là đang thất nghiệp hay sao đó nên mới cần làm freelance. Nhưng thực tế thì nó không phải như vậy.
thực tế là có những người rất cứng, người ta muốn bắt đầu một cái sự nghiệp riêng cho nên người ta mới làm freelance. Nếu mà so ra thì bên mình là cái đơn vị đầu tiên là dành thời gian và chuẩn bị rất là kỹ cho những cái freelancer được có thêm cái nội dung thể hiện bản thân của mình, để mà khách hàng mà người ta, giả sử tôi chọn ông A nhưng mà có ông Huy kế bên, ổng có một cái video clip giới thiệu tính cách của họ như thế này, nó bài bản, nó chuyên nghiệp hơn, thì rõ ràng là bên mình đang hỗ trợ rất là nhiều cho các freelancer đó. Và cái nền tảng này nó đang giúp cho những cái freelancer nó thể hiện được chuyên nghiệp hơn. Và chính nhờ như vậy cho nên là cái hình ảnh của mình á, nếu mà đồng hành sau này thì rõ ràng là càng ngày là cái mình của mình càng nên được scale up lớn hơn để mà hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn.